Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân. Vietnam Airlines khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác khung giờ muộn sau 21 giờ hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn để thêm lựa chọn cho hành khách. Hãng hàng không Vietjet cũng cho biết sẽ tăng thêm 86.000 ghế, tương đương gần 425 chuyến bay trên các đường bay đến và đi từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang trong giai đoạn hè để phục vụ người dân và du khách. Ngoài ra, các hãng đều tăng cường nguồn lực, chú trọng tối ưu hóa quy trình phục vụ mặt đất để giảm thời gian quay đầu máy bay, tăng cường bay đêm, sáng sớm để bổ sung thêm ghế mở bán, bổ sung tàu bay thân rộng vào khai thác nội địa nhằm giảm áp lực thiếu cung ứng trên mạng đường bay nội địa.